Trường hợp bạn có nhiều hệ thống giao dịch khác nhau, ví dụ như bạn vừa sử dụng Preaction, vừa sử dụng Ichimoku, hoặc sử dụng một phương pháp nào đó, dùng các indicator, và bạn muốn kiểm tra một biểu đồ ở trên đó, các phương pháp này nhìn vào nó sẽ như thế nào, mà chúng ta muốn chuyển đổi nhanh giữa các phương pháp với nhau, thì hôm nay cái indicator mà chúng ta giới thiệu trong cái video clip này sẽ giúp cho chúng ta làm việc đó. Nếu các bạn muốn đọc thì các bạn sẽ tìm bài viết này ở trên Trader Việt chúng ta có. Và điều việc đầu tiên là khi chúng ta muốn sử dụng được cái hệ thống này thì chúng ta cần phải xuống dưới cái phần bài viết của Trader Việt, chúng ta download cái con template Changer này về. Lưu ý khi chúng ta muốn sử dụng nó thì chúng ta phải login vào Trader Việt thì chúng ta mới download được về. Và tôi giả sử là các bạn đã download về và các bạn đã cài vào trong máy của mình rồi, thì lúc này nó sẽ nằm ở đây. Chúng ta vào đây, mở cái navigation này ra, vào phần indicator, và chúng ta sẽ thấy nằm ở đây. Chúng ta kéo, chúng ta thả qua biểu đồ và chúng ta bấm OK. Chúng ta không cần quan tâm tới thứ này, bấm OK. Thì bây giờ đây là biểu đồ trắng, tôi giả sử biểu đồ trắng, đây là biểu đồ tôi sử dụng phương pháp Preaction. Tôi cần biểu đồ trắng, tôi bấm vào template, bấm vào sell template, tôi đặt tên là 1, rồi bấm sell. Rồi tiếp theo tôi muốn sử dụng phương pháp thứ hai là phương pháp Ichimoku. Tôi vào đây kéo Ichimoku, thả ra màn hình, bấm OK. Bây giờ các bạn sẽ thấy hiện lên mô hình Ichimoku. Tôi bấm chuột phải vào template, bấm sell template, tôi bấm số 2. Tiếp theo tôi muốn Ichimoku nhưng tôi muốn thêm một cái indicator, giả sử như là tôi thêm indicator là Bollinger Band. Cho cái này đậm lên cho dễ thấy nha. Rồi, đây Bollinger Band. Như vậy phương pháp của chúng tôi là Ichimoku, của tôi là Ichimoku kết hợp với Bollinger Band. Chúng tôi sao lại phương pháp này vào template, đặt là số 3. Rồi, như vậy chúng ta đã có 3 phương pháp, gồm có phương pháp số 1 là Preaction, chỉ dùng chặt trắng. Phương pháp thứ hai là Ichimoku, là dùng 5 đường của Ichimoku, gồm có 3 đường và 1 đám mây. Và phương thứ ba là Ichimoku kết hợp cùng với Bollinger Band. Tôi đã đặt lần lượt, đặt số nó là 1, 2 và 3. Bây giờ tôi muốn chuyển về cái biểu đồ ban đầu là sử dụng phương pháp Preaction. Tôi chỉ cần bấm số 1 trên bàn phím. Các bạn sẽ thấy nó tự động nhảy sang cái biểu đồ trắng. Bây giờ tôi muốn tìm về cái Ichimoku, tôi bấm số 2. Nó sẽ tự động biến thành cái đám mây Ichimoku. Hay tôi muốn sử dụng cái phương pháp Ichimoku kết hợp cùng Bollinger Band, tôi bấm số 3. Nó sẽ tự động nhảy sang. Chúng ta sẽ thấy chúng ta sẽ rất là nhanh chóng chuyển đổi được các phương pháp giao dịch với nhau mà chúng ta không cần bấm chuột phải. Rồi chúng ta cũng không cần vào template, rồi chúng ta load ra từng cái template như thế này, rất là chậm. Ví dụ chúng ta muốn thử cặp tiền khác, chúng ta mở ra. Ví dụ đây hiện giờ lên là EURUSD, chúng ta muốn thử trên GBPUSD. Kéo thả vào đây, chúng ta sẽ thấy. Bấm số 1, Preaction, số 2, Ichimoku, số 3, Ichimoku kết hợp vào với Bollinger Band. Như vậy chúng ta đã xong cái hướng dẫn về cái cách chuyển đổi giữa các hệ thống giao dịch, chuyển đổi template giữa các hệ thống giao dịch chỉ bằng các nút bấm và indicator là template changer. Và lưu ý các bạn là chúng ta muốn chuyển đổi thì chúng ta sử dụng cái dãy phím số ở phía trên của bàn phím, ở phía dưới cái hàng mà các nút function F1, F2, F3, F4, chúng ta có dãy số 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Chỉ dùng sử dụng cái bàn phím ở đó. Chứ còn chúng ta không, đối với những cái keyboard mà có cái bàn phím ở bên tay phải, thì chúng ta không sử dụng cái bàn phím bên đó nha các bạn. Rồi, nếu các bạn có thắc mắc gì thì chúng ta comment ở bên dưới và tôi sẽ hướng dẫn tiếp.